Hả? Cái này kiếm tiền uống cà phê được nè. Rồi rồi, mày xong rồi. Cái vụ gì nữa? Ông có tin á là con chặt gãy cục gạch này không? Cục gạch này mày làm gì chặt gãy được? Con chặt gãy, ông cho con một xị nha. Chặt đi mày, mất tiền ra. Nè, chặt đi mày. Nhìn cho kỹ nè.